Xin chào cả lớp, chào mừng tất cả các anh chị và các bạn học viên thân mến đang theo dõi chương trình luyện phát âm tiếng Anh được thực hiện bởi Toby English Homeschooling. Ok, ngày hôm nay chúng ta đã học đến Lesson 25, Diphthong Sound Ow. Hôm nay chúng ta đã học đến bài 15 và chúng ta đang dừng ở gì ạ? Chúng ta đã đến ở âm nguyên âm đôi ow. Như những lần trước mình đã hướng dẫn các bạn thì các bạn hãy chuẩn bị cho mình một cốc nước ấm, giấy bút để ghi chép hệ thống lại bài giảng ngày hôm nay nhé. Are you ready? Let's get started. Đầu tiên chúng ta sẽ bắt đầu với cách phát âm của âm ow. Bây giờ các bạn sẽ thấy này, mình sẽ ghép từ âm a này chuyển sang u. Các bạn nhìn nhé, mình sẽ dịch chuyển từ âm a sang u. Đây chúng ta sẽ cùng phát âm lại cái phát âm âm a nào. O rồi o, âm u nào, u, ow, ow. Ok, good. Lại nhé cả lớp nhé. Ow, ow. Đúng rồi, đó là chính là cách phát âm của âm ow. Khi mà các bạn nhìn vào từ điển âm này, các bạn sẽ phát âm là gì ạ? Ow, ow. Ok, ví dụ trong từ này ạ, các bạn rất hay gặp đúng không ạ? Now, now. Very good. So, bây giờ chúng ta sẽ cùng thực hành âm ow và các từ trên bảng. Các bạn cùng nhìn lên bảng và thực hành cùng mình nha. Yes, ok. The first word, từ đầu tiên ạ, our, our, again, our, good, our. Next one, các bạn để ý phụ âm đuôi nhé, out, out, go out, again, out, good. Next one, các bạn để ý hai phụ âm đi cùng với nhau ở đuôi này, out. Giờ mình đem s, mình bật nhá. Ounce, ounce. Got it. Có nghĩa là các bạn vẫn phải phát âm âm này ra. Khi khi phát âm xong âm này thì chúng ta chuyển sang âm phụ âm s. Ok, lại nào các bạn. Ounce. Got it. Ounce. Great. Đúng không? Tương tự chúng ta cũng phát âm hết phụ âm mới đến phụ âm t. Mound. Bây giờ chúng ta, bây giờ mình bỏ phụ âm t đi nhé. Các bạn phát âm này, mount, mount, again, mount, good. Next one, tiếp theo, around. Từ này có hai âm tiết thì các bạn cũng để ý cho mình âm tiết đầu tiên không nhận trọng âm là âm ơ giản lược. Âm tiết thứ hai nhận trọng âm around. Để ý hai phụ âm đuôi phát âm hết âm rồi mình âm d. Around, again, around, good. Next one, tiếp ạ. About, about, one more time, about. Đúng rồi, tiếp ạ. Các bạn để ý phụ âm đuôi là âm vô thanh th out, âm lưỡi chúng ta đặt giữa hai hàm răng, đúng không ạ? Đầu lưỡi cách hàm răng khoảng 1 cm. Các bạn có chiều hướng ôm đầu lưỡi hơi ôm nhẹ lên hàm răng trên và các bạn thổi hơi ra ấm ở đầu lưỡi này. Đó chính là âm. Có dây thanh âm không dương đúng không ạ? Tại sao mình lại nhắc lại âm này? Bởi vì mình nghĩ rằng hôm nay sẽ có những bạn bước vào video này để xem, để học, để theo dõi. Tuy nhiên là các bạn lại chưa xem những cái video phần phụ âm trước. Vậy thì sẽ tạo ra cái sự hoang mang cho các bạn. Các bạn có thể học xong hết video này rồi các bạn xem lại các video khác có chứa âm này, được chưa? Học thẳng vào bài có chứa âm này thì sẽ dễ hơn rất là nhiều. Đó, để cho các bạn bắt kịp hôm nay đã nhá. Không sao hết, đừng lo lắng lắm. Chúng ta còn nhiều thời gian, bạn hãy thực hành thêm. Đó, ow, ow, ow. Đó, vì đứng sau và chỉ có một mình âm đấy thôi, đằng sau không có một người âm nào cả, nên chúng ta chỉ bật âm mà thôi. Ow, mouth,
Mouth. My mouth. Mouth. Good. This one. Đây bạn. Okay, this one. Doubt. Doubt. Âm bờ trong trường hợp này câm. Các bạn nhé, các bạn không phát âm bờ ra. Các bạn này. Ow. Doubt. Doubt. Good. Okay. Next one. Allow. Allow. Âm ờ. Allow. Allow. Good. Tiếp ạ. Endow. Endow. Good. Next one. Vow. Vow. Good. Tiếp ạ. Chúng ta để ý hai phụ âm đầu này. À, không đi cùng một nguyên âm nào cả. Chúng ta chỉ bật âm này ra thôi. Rồi tiếp theo ạ. Có đi theo nguyên âm out, đúng không ạ? Crowd. Các bạn bật lại này. Crowd. Crowd. Now, one more time, phát âm lại. Crowd. Good. Next one. Các bạn để ý âm này. Found. Các bạn sẽ thấy này. Ví dụ, bây giờ mình dùng từ này. Crowd. Không hề có lưỡi phải bật âm ra nữa. Rất là bình thường vì không hề có âm ở đây. Nhưng có âm đây mình phải bật ra. Found. Sorry. Found. Good. Tiếp ạ. Wow. Âm wow các bạn. Wow. Wow. Ok. Wound. Again. Wound. Good. Tiếp ạ. Âm sh. Shout. Shout. Good. Tiếp ạ. Tiếp tục lại âm này. Tuy nhiên là cùng đi cùng với âm nguyên. Âm đột. Ow. Ok, chúng ta đọc rõ luôn. Sao. Sao. À, âm tiết thứ hai không nhận cho âm đánh. Chúng ta đọc trầm xuống. Như các bạn đánh dấu huyền trong tiếng Việt ấy. Thousand. Thousand. Again. Thousand. Good. Chúng ta sẽ cùng đọc nhanh hai lần các bạn nhé. Are you ready? Here we go. The first. Hour. Tiếp theo ạ. Out. This one. Ounce. This one. Mount. Next. Around. Good. About. Good. Mouth. Next one. Doubt. Đúng rồi, cả lớp đọc to như các bạn đang học trực tiếp ấy. Tiếp ạ. Allow. Next. Endow. Next. Vow. Next. Crowd. Next. Found. Wound. Shout. Thousand. Good. Okay, one more time. The last time. Lần cuối các bạn nhé. Hour. Out. This one. Ounce. Next, mount, around, about, mouth, doubt, this one, allowed, endow, vow, crowd, found, wound, shout, thousand. Các bạn sẽ thấy là khi các bạn phát âm, các bạn cảm nhận được âm u ở đuôi đúng không? Ow. Các bạn cảm nhận được cái âm thanh u, ow, đúng không ạ? Vậy hôm nay chúng ta đã học xong lesson 25 với nguyên âm đuôi ow. Hôm nay chúng ta đã học được điều gì ạ? Chúng ta đã học được cách phát âm của âm ow và đã cùng thực hành âm ow trong các từ trên bảng. Các bạn cũng cảm nhận được là có nghe được âm thanh của âm a và âm u kết hợp lẫn nhau và luôn sẽ có âm u ow giữ trong tiếng now.
Đúng các bạn có thể nghe đi ra rồi. So thank you for today, thank you for watching. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài giảng ngày hôm nay. Và nếu như các bạn muốn theo dõi xem mình đã tiến bộ đến đâu thì các bạn đừng ngần ngại quay lại video bài giảng này, quay lại cái phát âm này với các từ trên bảng và nộp lên nhóm phát âm để mình có thể tiện theo dõi chấm sửa bài giúp cho các bạn, để xem các bạn đã học đến mức độ nào, hiệu quả đến đâu rồi nha. Thank you, goodbye.